Ơi, dạo gần đây ở nhà chán quá, chả có gì làm cả. À, khoan, tại sao mình không đi cắm trại nhỉ? Đúng rồi, bây giờ mình sẽ đi cắm trại, mình sẽ rủ những thanh niên khác đi và sẽ rủ thanh niên trai đầu tiên, sau đó rủ những thanh niên khác sau. Ok, đi nào. Nhà của Kai nằm đâu ta? Khoan 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 khoan, nhà này hả? Không phải. Hình như ở đây cái nhà, cái cửa có cái tường đằng trước màu hồng nè. Đó, Kai ơi, Kai. Kai ơi, Kai Kai. Kai Crush. Ra đây Kai Crush. Ơi, mới sáng sớm mà ồn ào dữ ta. Đậu phộng, sáng phải cho ta ngủ chứ. Ồn ào. Cái này chắc thằng Takuma nè. Nó làm gì vậy ta? Ra coi thử coi. Cai ơi, ra chưa cai? Xuống đây tôi nói chuyện xíu nè. Cai rớt, ơi, ra đây, nói chuyện xíu nào không? Ra đây, đây, đúng rồi, ra đây, đó, nói chuyện. Đây á, tôi qua đây á, là để rủ ông đi cắm trại chung, ông có muốn đi chung với tôi không? Tại vì ở nhà mình chán quá, giờ rủ ông đi cắm trại nào, ông đi không? Hả, đi không? Đi thì nói tiếp. Gì cắm trại hả? Ồ, được á, được á, nhưng mà có cần phải gọi vậy không? Đi cắm trại thôi mà làm gì mà gọi y như là chết tới nơi vậy. Ok, đi thì đi, nhưng mà rủ mấy đứa khác đi nữa. Giờ mình đi rủ thêm người nha. Nhà của ông Nam kế bên đâu nè, qua nhà ông Nam trước sau đó rủ những người khác nha. Đó, ok. Ai đó cho tôi xin cái bịch đi. Ơi ông ai, ông có cái bịch đâu, ông cho tôi đi ông ai. Giờ tôi mắc ói quá, giờ sao giờ ông cho tôi cái bịch đồ ông ai. Trời đất ơi, cái ông này, nãy giờ là ông cứ vậy hoài nha. Rồi thôi nè, cho ông cái bịch nè. Đó, ông ói gì ông ói đi. Đó, rồi. Nè chào ông nè. Trời đất ơi, cái ông này, ông bị điên là ông trả tôi làm gì? Ông ói xong rồi, ông giục bà cái bịch đó đi đi. Đậu phộng, ông trả tôi làm gì? Tôi hửi nước ói của ông hay gì? Ôi, hồi lát tôi xuống giục luôn. Trời. Trời, mấy cái ông này có một chuyến cắm trại thôi mà nãy giờ trên xe cứ vậy hoài. Đó, giờ mấy ông có thể ngồi yên được không? Chúng ta gần đến nơi rồi đó. Đó, khoan, ồ khoan. Đến nơi nè, đến nơi rồi, bây giờ chúng ta xuống xe nè. Đó, đi. Được rồi mọi người, bây giờ chúng ta đã đến nơi rồi, bây giờ chúng ta sẽ tận Đường, hưởng trên bầu không đường, khí trên trong lành ở đường, đây nha mọi ơi. người. Tự do muôn năm, lạy Chúa. Thôi, dục đi. Chỉ tại ông Takuma kêu mình mới đi thôi. Mà không ngờ đi thì cái bọn này lại ồn ào như vậy. Thôi mà không sao, bây giờ mình sẽ đi tới và chuẩn bị lều các kiểu. Ê, mọi người đâu rồi? Sao tới không ai gọi tôi vậy vậy? Trời ơi. Thôi, thôi để tôi đi vòng vòng xíu cho tỉnh ngủ cái đã. Trời ơi, cố gắng làm cho xong cái lều á, dựng lều cho xong trong hôm nay nha mọi người, trong trong sáng hôm nay á. Thì tại tới tối á thì có nhiều khi trong khu rừng này có thú dữ thì còn đề phòng được, chứ không dựng xong rồi tối chắc ngủ ngoài trời là xác định luôn á, không bị thú dữ cắn chắc cũng chết vì lạnh à. Đó, thì giờ mọi người cố gắng làm cho xong nha. Đó. Mọi người, bây giờ trời đã tối rồi đó, hay là bây giờ chúng ta thi kể chuyện ma đi mọi người. Chúng ta có thể kể chuyện ma, ví dụ như ma gì cũng được, ví dụ kể chuyện kinh dị các kiểu á, đêm rồi kể chuyện gì vui lắm á. Ý đó hay á. Vậy bây giờ chúng ta kể chuyện ma đi. Ma gì vậy ta? Ví dụ như kể thí dụ gì tầm này,
tóm lại là bây giờ nó kể chuyện ma đi, tối rồi cắm trại gì kể chuyện ma là hợp lý luôn á. Ừ cũng được á mọi người, bây giờ chúng ta ngồi kể chuyện ma rồi, có gì vừa ăn vừa kể chuyện ma các kiểu đó. Mọi người thấy sao? Tôi thấy là ông ta cô cũng đề nghị vậy là hợp lý rồi đó. Bây giờ chúng ta ngồi kể chuyện ma ha. Bây giờ sẽ kể trước cho mọi người nghe một câu chuyện nha. Câu chuyện này là một câu chuyện có thiệt. Thì đó là ở trong khu rừng này có một tên sát nhân. Thì tên sát nhân đó, đó là hắn giống mình cũng tôi cũng không biết tả nói hắn thế nào nữa, nhưng đại loại thì hắn rất là độc ác. Những nạn nhân của hắn thường rất xấu số và không ai có thể trốn thoát được khỏi tay hắn cả. Mọi người thấy sao? Câu chuyện này rất là ghê đúng không? Và thường đặc biệt những nạn nhân của hắn sẽ thường bị đâm rất là nhiều nhát và chết một cách rất là thảm thương đó mọi người ơi. Đó, mọi người thấy câu chuyện của tôi thế nào? Có ly kỳ không? Có hấp dẫn không mọi người? Trong chính khu rừng này luôn á, tôi nghe đồn, người ta đồn á là trong khu rừng này có tên sát nhân vậy á. Và mọi người thấy câu chuyện tôi kể như thế nào hả mọi người? Đó, mọi người cho tôi biết thử coi câu chuyện tôi kể thế nào. Câu chuyện nhảm thiệt. Làm gì mà có tên sát nhân trong khu rừng này? Ông nói nhảm gì vậy? Thôi tôi vô ngủ đây. Chán quá. Ừ đúng rồi, sát nhân gì tầm này? Hôm mà tôi đi chặt gỗ đây, tôi thấy lửa cũng gần tắt rồi. Thôi, giờ mọi người chơi gì chơi. Giờ tôi hơi buồn ngủ tí xíu. Giờ tôi sẽ đi vô đi ngủ. Rồi, tạm biệt mọi người nha. Chúc mọi người ngủ ngon. Thôi giờ tôi thấy hình như là chúng ta chưa có nước đúng không? Để tôi đi lấy tí nước về ra cái hồ gần cái chỗ này nè, để lấy nước nha mọi người. Ok, tôi đi xí tôi về liền. Chiều mình có đi xung quanh chỗ này nè, mình đi gần gần thôi, cũng không dám đi xa. Mình đi mình thấy cái hồ nước này nè. Mình đứng ở nhà mình cũng thấy nữa. Ok, cái gì vậy? Ơi, hình như đằng kia có cái gì á. Ủa, cái gì vậy ta? Đâu, để mình lại thử mình xem coi. Nhìn nó giống căn nhà quá vậy. Mà vô lý thiệt. Nhớ cái rừng làm gì có nhà. Đâu, đi lại xem thử coi. Để xem nào. Đúng là mình có xem kỹ mà làm gì có cái nhà nào gần đây. Cái nhà này. À đây, chỗ này hả? Cái gì vậy? Sao trước đây có hai ngôi mộ? Ủa nhà này. Nhà này giống bị niêm phong lại quá vậy ta. Ồ, hay là bây giờ mình về mình báo cho mọi người nghe đi, để có gì mọi người tới coi thử. Rồi về ghê quá. La la la, làm gì mà có sát nhân nào trong khu rừng này? Trời ơi, khu rừng ta đẹp gì kêu sát nhân gì. Ồ, giờ mình chặt gỗ mình lấy tí gỗ về coi. Cái chỗ kia nó cũng bị gần hết lửa rồi. Đó. Thank you.